Xin chào, ở trong video lần trước thì tôi đã bật mí nhỏ cho các bạn về các lợi ích của tinh trùng có thể hỗ trợ ung thư vú hay là làm cho tóc mềm mượt hoặc là hỗ trợ về tiền sản thai giật. Và đặc biệt trong video lần này, tôi sẽ hé lộ cho các bạn 10 lợi ích bất ngờ của tinh trùng. Ok, let's go! Lợi ích thứ nhất, tinh trùng giúp bảo vệ làn da. Ở trong tinh trùng tinh dịch thì có androgen, có protein và các vi khoáng chất nên là rất là tốt trong cái quá trình dưỡng da, bảo vệ da. Và các nhà khoa học và các nhà chuyên gia tình dục học đã nghiên cứu là có rất nhiều chất tốt ở trong tinh trùng mà các loại mỹ phẩm hiện tại ở trên thế giới không so sánh bằng. Nên là trong cái lúc chúng ta quan hệ, chúng ta phun tinh trùng vào mặt này, chúng ta có thể dưỡng da và đây là một lớp mặt nạ bảo vệ da rất là tốt. Các bạn cùng thử nha. Lợi ích thứ hai, bảo vệ và nuôi dưỡng tóc. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà trong tinh dịch tinh trùng của nam giới có hàm lượng chất béo protein khá cao nên giúp mái tóc có thể suôn mềm mượt. Nhưng mà nghĩ thử xem, có bao giờ ai đó có thể sản xuất đủ các tinh trùng để chúng ta gội đầu chăm tóc khác không? Rất là tốt nhưng mà tôi nghĩ là chưa ai dám thử cái tình trạng này. Tác dụng thứ ba, chống lão hóa. Lão hóa ở đây có thể là lão hóa về da, lão hóa về trên cơ thể hoặc lão hóa về một cái tế bào nào đó. Thì trong tinh trùng của nam giới thì có các protein, các khoáng chất, các vi lượng. Thì các khoáng chất, các vi lượng này có tác dụng chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tóc. Và nếu mà chúng ta nuốt vào cơ thể thì chăm sóc chính cả cái dạ dày của chúng ta nữa. Nên có tác dụng chống lão hóa. Lão hóa không chỉ ở bên trong mà lão hóa cả bên ngoài của chúng ta. Nên là nuốt tinh trùng hay là tác dụng của tinh trùng khi mà tác dụng đến bất cứ một cơ thể nào trên chúng ta thì đều ok hết các bạn nhé. Tác dụng thứ tư, điều trị chứng mất ngủ. Mỗi khi mà nam giới xuất tinh trùng ra, nữ giới hứng hoặc là mỗi khi nam giới xuất tinh trùng ra thì trong tinh trùng có một cái lượng hormone gây buồn ngủ, các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là sau khi mà họ đã cương cứng xong rồi, họ bắn ra ngoài rồi thì họ sẽ cảm thấy rất là buồn ngủ, rất là mệt mỏi. Và những cái lúc đấy họ quan hệ xong rồi, họ chỉ muốn nằm lên giường, muốn thư giãn, muốn xem điện thoại hoặc là chỉ muốn ôm gối và ngủ khì khì. Tại vì là cái hormone buồn ngủ đã phát huy tác dụng. Nên các bạn đừng có thấy khó chịu hay đừng có giận dỗi nếu như bạn tình của mình, chồng của mình hay đối tác của mình quan hệ tình dục xong họ thờ ơ lạnh nhạt với mình nhá. Và chúng ta phải lắng nghe thấu hiểu, anh đấy vừa tiết ra hormone gây buồn ngủ, ok. Tác dụng thứ năm, làm tăng cường tình dục cho chị em phụ nữ. Bản thân tôi mỗi khi mà mơn trớn, âu yếm và bắt đầu vuốt ve mê mẩn cuộc quý của chồng mình thì tôi rất là thích mỗi khi mà tôi bắt đầu tôi thấy cái chất nhờn ở bắt đầu đầu dương vật của anh chàng ra, hoặc bắt đầu tôi thấy xuất hiện cái lớp tinh dịch mỏng ra và tôi rất là phấn khích. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là anh ấy đang rất là sướng, cái thứ hai đó là anh ấy đang chuẩn bị muốn lâm trận bắn pòm và đích rồi, và cái thứ ba đó là anh đấy chính xác là một người đàn ông thứ thiệt. Và mỗi lúc mà chúng ta thấy cái tinh dịch của người đàn ông bắt đầu rớt ra thì bằng mọi cách, nếu bạn là một người nữ giới khêu gợi, quyến rũ và biết làm tình, hãy uốn éo và lả lơi để làm sao mà cho anh đấy chỉ muốn bắn ngay lập tức. Tác dụng thứ 6, thúc đẩy hạnh phúc. Bất cứ một người đàn ông nào sau khi mà quan hệ tình dục ấy thì họ rất là thích xuất vào miệng. Và cái lúc mà nữ giới trong cái tư thế mà hứng tinh trùng của nam giới vào miệng ấy, thì họ thấy nữ giới là một cái tư thế rất là sexy, rất là cuồng dại, rất là hoang dã và rất là khêu gợi. Các bạn hãy tưởng tượng xem người nam giới đứng sừng sững ra, chân đứng dạng ra, hai tay bắt đầu sóc và cầm cái cổ quý của mình, cầm súng của mình chĩa vào đối phương, giống như chuẩn bị bắn súng hoặc bắt đầu xả một cổ số thứ gì đó. Các bạn hãy tưởng tượng thế. Và ở bên dưới, nữ giới của chúng ta quỳ dưới xuống giường hoặc quỳ dưới xuống sàn và chúng ta bắt đầu hứng lên và giống như chúng ta được họ ban ơn vậy đấy. Và nam giới mỗi lần mà nhìn thấy cái khoảnh khắc đấy thì họ rất là thích và họ rất là mê, họ rất là nghiện và họ chỉ muốn cái khoảnh khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Các bạn nữ chú ý nha. Wow, mỗi khi chúng ta quan hệ tình dục và chúng ta uống tinh trùng của nam giới thì có một cái bí quyết cực kỳ hay ho và có một cái lợi ích cực kỳ tuyệt vời mà tôi muốn nói ngay cho tất cả các bạn, đó là tác dụng giảm cân. Các bạn nghe thấy lạ không ạ? Thứ nhất đó là khi mà chúng ta trong quá trình quan hệ là chúng ta đã đốt cháy năng lượng, chuyển giao năng lượng, tiêu hao năng lượng, hết cái phần năng lượng chúng ta ăn này, tiêu hao đốt cháy phần năng lượng mỡ thừa này, làm chúng ta giảm cân này. Bên cạnh đó, trong cái tinh trùng của nam giới thì còn có những cái chất rất là tốt về protein này, về những cái chất vi khoáng vi lượng, và khi chúng ta nuốt vào ấy thì chúng ta sẽ với một lượng nhỏ nhỏ thôi thì chúng ta cũng có cái cảm giác chúng ta sẽ không cảm thấy đói nữa, và khi chúng ta không thấy đói nữa thì chúng ta sẽ không có cảm giác thèm ăn ở bên ngoài nữa. Nên
quan hệ tình dục đã có lợi rồi, tinh trùng của nam giới lại càng có lợi hơn. Tác dụng thứ 8, tăng cường khả năng miễn dịch. Tinh dịch của nam giới rất là tốt, tại vì khi chúng ta nuốt hoặc chúng ta uống vào thì nó sẽ giúp tăng sức đề kháng của bản thân cơ thể. Và đặc biệt với những ai mà hay bị cảm lạnh hoặc là ai mà hay bị cơ thể yếu, tình trạng yếu. Và đặc biệt đối với những chị em phụ nữ mà đang mang thai thì khi mà chúng ta uống tinh trùng hoặc nuốt tinh trùng thì sẽ giảm cái tỷ lệ thai sản nó co giật, hoặc sẽ làm cho chúng ta giảm cái tỷ lệ sảy thai hoặc đẻ non, rất là tốt mà các chị em nên chú ý nhé. Tác dụng thứ 9, giá trị dược liệu cao. Nếu mà bạn thấy cơ thể đang mệt mỏi, cơ thể yếu kém thì chúng ta uống tinh dịch hoặc là xuất tinh dịch vào miệng ấy, thì cái tinh dịch này còn tốt hơn cả sâm Mỹ. Nghe sâm Mỹ thì các bạn đã liên tưởng tới nó rất là tốt đúng không ạ? Mỹ là một đất nước rất là phát triển này, khí hậu rất là tuyệt vời. Mà sâm ở bên đấy thì rất là giá trị và không phải ai cũng có thể mua được, và không phải ai cũng có thể mua ở cái nơi mà chất lượng tốt nhất được. Vậy mà khi mà chúng ta uống tinh dịch vào thì nó còn có giá trị dược liệu tốt hơn cả sâm Mỹ. Và cái lúc mà chúng ta uống tinh dịch như thế thì sẽ giúp cho chúng ta có tác dụng hưng phấn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ấy, cái khoảng khắc nó chỉ ở trong cái thời gian chúng ta quan hệ thôi, chứ không kéo dài được lâu, các bạn chú ý nhé. Tác dụng thứ 10, làm mặt nạ dưỡng da. Wow, tôi đã từng lấy tinh trùng làm mặt nạ dưỡng da. Và đặc biệt trong cái thời khắc mà anh ấy xuất tinh ấy, khi mà chúng tôi làm tình bằng miệng xong, anh ấy xuất tinh vào mặt tôi và tôi hứng trọn vào mặt, và giống như là tôi đang phun một cái vòi hoa sen mà tôi đang lấy một cái ống nước tôi phun vào mặt ấy, thì tôi sẽ cho tung tóe lên mặt. Nếu các bạn để ý là các cô gái ở phương Tây và các nước phát triển, sau khi họ quan hệ làm tình xong, một là họ sẽ xuất vào mặt, hay là họ sẽ xuất vào ngực. Xuất vào mặt thì có tác dụng dưỡng da, còn xuất vào ngực có tác dụng giảm ung thư vú. Còn nếu một số bạn mà không chịu được cái mùi tinh trùng thì thứ nhất là các bạn không nên xuất vào miệng, tại vì các bạn sẽ bị nôn ọe, khó chịu và cản trở cuộc yêu, tại vì tinh trùng của nam giới chúng ta hút thuốc rất là nhiều nên nó sẽ bị hắc, nó sẽ có mùi, nó sẽ bị đắng và nó sẽ làm chúng ta ói. Còn nếu chúng ta xuất vào mặt thì sẽ làm da chúng ta rất là căng, rất là mịn, rất là láng, tại vì đây là một trong những biện pháp dưỡng da rất là tốt, tại vì trong tinh trùng có rất nhiều protein, có rất nhiều khoáng chất. Nhưng nếu chị em nào mà đang da dầu, đang da mụn thì tôi khuyên là chị em đừng làm phương pháp này nha. Tại vì mặt của chị em đã bị mụn rồi, đã bị vi khuẩn tấn công rồi, mà các chị em lại xuất tinh trùng vào mặt thì các chị em lại tiếp tay cho vi khuẩn tinh trùng nó hòa quyện với nhau và nó đi len sâu vào các tế bào da. Các chị em chú ý nha. Vừa qua thì tôi và các bạn đã trải qua 10 lợi ích bất ngờ về tinh trùng. Nếu tôi không nói ra thì nhiều người không nghĩ rằng tinh trùng có những cái tác dụng tuyệt vời như vậy. Với những chị em nào đã quan hệ và làm tình bằng cách uống tinh trùng rồi thì xin chúc mừng tất cả các bạn, tại vì các bạn đã có những cái tư thế quan hệ hoặc là đã có những cái cuộc yêu rất là nồng cháy, rất là hoang dại. Tất cả những cái lợi ích này đều tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tôi cần chú ý với mọi người một chút, đó là với những, đặc biệt với những ai mà tình một đêm, hoặc là chúng ta mới biết nhau buổi sáng buổi chiều thôi, hoặc đi đến quán bar thôi, chúng ta ấn tượng với nhau và chúng ta không thể nào mà kiềm chế được ấy, thì chúng ta quan hệ, thứ nhất nếu mà quan hệ vào vùng kín bên dưới thì chúng ta nhớ đeo bao cao su, tại vì nó chính là một chiếc áo giáp bảo vệ chính sức khỏe cho bạn. Còn nếu mà quan hệ đường bên trên thì tôi nghĩ là chúng ta không nên xuất tinh vào miệng, hay là không nên làm tình vào miệng quá là lâu, tại vì bản thân tôi cũng không biết bạn tình là ai, tôi cũng không dám đánh giá, tôi cũng không dám phán xét. Nhưng mà tôi rất là sợ, tại vì không may bản thân bạn bị bệnh quan hệ bằng miệng thì làm sao, đúng không? Nhỡ bạn bị sùi màu gà quanh miệng này, bạn bị hepper sinh dục quanh miệng này, mà nữ giới hoặc nam giới tự nhiên trên miệng một đống sùi màu gà vào các thứ như thế rất là kinh đấy. Và chưa kể những cái trường hợp vì bệnh lậu nữa, nên là các chị em hoặc các anh em khi mà quan hệ tình dục với bạn tình mà mới quen biết ấy, thì nên làm sao mà vẫn đạt được cái mức độ sướng, nhưng mà hãy giữ gìn khoảng cách và hãy giữ gìn làm sao sức khỏe của mình và đối phương để đảm bảo ok nhất. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy ok rồi thì chúng ta cứ triển khai thôi. Còn nếu mà chúng ta vẫn chưa tin tưởng thì các chị em có thể khéo léo đưa anh đấy đến các trạm khám sức khỏe gần nhất. Nhưng mà tôi cam kết với các bạn là không thằng nào, không đứa nào, hoặc là không một người đàn ông nào có thể theo các chị em đến những cái trung tâm khám sức khỏe để xét nghiệm tinh dịch của anh có bệnh hay không. Chủ yếu là do chúng ta khéo léo, các chị em nhớ nhé. Đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy nó hay thì ngay lập tức hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.